Hoa hậu Trung Quốc ly thân chồng đại gia sau 3 năm kết hôn. Cậu Vân Tuệ dọn ra ở riêng quyết định ly thân sau khi không cứu vãn được cuộc hôn nhân nhiều mâu thuẫn với chồng doanh nhân. Theo Apple Daily, Hoa hậu quốc tế gốc hoa 2009 cậu Vân Tuệ và chồng giả nứt hôn nhân. Cả hai hiện đã thỏa thuận ly thân một thời gian. Giới săn ảnh cũng vừa bắt gặp người đẹp chuyển khỏi khu Bel từng sinh sống cùng ông xã để thuê căn hộ ở một mình. Trên trang cá nhân, cậu Vân Tuệ thường đăng tải những dòng chia sẻ với tâm trạng không tốt. Cô cũng đổi ảnh đại diện bằng một dòng chữ tiếng Anh với nội dung Cảm ơn vì đã dạy cho tôi những bài học quý giá ở quá khứ. Tôi đã sẵn sàng ở tương lai. Cảm ơn Chúa đã cho con một cơ hội khác. Một số nguồn tin tiết lộ nguyên nhân cặp đôi ra nít vì vấn đề sinh con. Trong khi cử hoa hậu mong mỏi có em bé sau 3 năm cưới, ông xã doanh nhân của cô lại không mấy mãn mà. Mặt khác, việc chồng thường xuyên bên ngoài tiệc tùng, mê đua xe khiến người đẹp cảm thấy bị bỏ rơi. Vào hồi tháng tư, cậu phân tuệ từng dần dối bỏ việc quê mẹ ở Canada. Cô trở lại Hồng Kông khoảng một tháng nhưng hôn nhân không thể cứu vãn. Phía truyền thông đã liên hệ với đại diện của cậu phân tuệ, song người này từ chối chia sẻ. Chúng tôi cần trao đổi thêm với phía nghệ sĩ của mình để đưa ra phát ngôn chính xác. Cậu Vân Tuệ và chồng kết hôn vào tháng 10 năm 2018 tại một nhà hàng năm sao ở Hồng Kông. Lễ cưới mời hơn 1.000 khách mời với chi phí tổ chức hơn 10 triệu đô la Hồng Kông, gần 40 tỷ đồng. Chồng của cô tên Lục Hán Dương là một doanh nhân giàu có và có tên tuổi trong giới chứng khoán Hồng Kông. Kể từ khi quen biết chồng đại gia, cuộc sống của người đẹp như bước sang trang mới. Cô được ở trong biệt thự nằm trong khu đất vàng, tận hưởng những niềm vui xa xỉ, mua sắm hàng hiệu, du lịch châu Âu và tham gia các buổi tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu. Cậu Vân Thuệ sinh năm 1983 từng đoạt giải Hoa hậu gốc hoa tại Toronto 2008 và giải Hoa hậu quốc tế Trung Quốc 2009. Sau khi đoạt giải, cô thử sức với lĩnh vực phim ảnh và nhanh chóng trở thành con cưng của TVB. Sự nổi tiếng của cậu phân tuệ đi kèm với những tin đồn ồn ào trong tình ái. Một thời gian dài, những ảnh nóng thân mật giữa cô và các đại gia đã có vợ khiến cậu phân tuệ bị xem là hồ ly tinh của làng giải trí. Năm 2015, cô mắc chứng bệnh vị tuyến giáp nên dẫn đến tăng cân khó kiểm soát, hãng truyền hình nơi cô công tác buộc lòng phải cắt giảm công việc. Từ đó trở đi, cậu Vân Tuệ dần rút lui khỏi làng giải trí, cô chỉ giữ số ít mối quan hệ với một số đồng nghiệp trong giới.